Bảo Ngọc và nhạc sĩ Đức Hạnh xin thân mến kính chào quý khán giả thân quen của chương trình, cũng như quý vị đang theo dõi Chuyển hóa thân tâm ngày hôm nay trên đài Sài Gòn Network. Và xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị sự hiện diện của Ni Sư Thích Nữ Minh Liên là giáo thọ sư của Viên Thông Tự. Quý khán giả thân mến, trong những tuần lễ vừa qua, chúng tôi đã có dịp được chia sẻ với quý vị một lần nữa những gì chúng ta đã đi qua trên một chặng đường dài với bao nhiêu kinh nghiệm để thực hành tâm từ, này, tâm bi, tâm hỷ và tới nay đã là tâm xả. Một thời gian dài đi qua, rất là nhiều những trải nghiệm chúng ta đã trải qua, những vấp ngã chúng ta đã gặp phải trên con đường thực tập và dẹp dọn những chướng ngại, những nhận định chưa chắc là đã hoàn toàn chính xác. Đôi khi chúng ta thực tập chúng ta mới còn hơi bị quên. Thì một lần nữa xin mời quý vị đến với Chuyển hóa thân tâm ngày hôm nay với sự chia sẻ của Ni Sư, chúng ta có dịp coi lại hết những quá trình thực hành tâm của chúng ta và những cái nhận định nào nó chưa thực sự là chính xác, chưa thực sự là cái giải pháp toàn diện để chúng ta chuyển hóa được tâm mình. Thì chúng ta tới với sự chia sẻ của Ni Sư, thưa quý vị. Yeah. Thưa, con vẫn nhớ cái sự chia sẻ của Sư và cái ví dụ trong tuần lễ vừa rồi mà Sư có chia sẻ với tất cả quý khán giả là chúng con hay lầm lẫn là cứ đi trút ra hết thì gọi là xả, nhưng mà lại vô tình không biết rằng là cứ trút ra, sự trút ra đó chính là cái sự để lại những cái vết hằn sâu hơn ở trong tâm trí của mình. Điều này nó khá là mới mẻ với tụi con. Con nghe con giật mình. Xin Sư có thể nói thêm cho chúng con hiểu về việc này được không ạ? Tại vì dưới góc độ của tâm lý học Phật giáo là dưới cái nhìn chúng ta có đó là tám thức. Tám thức thì gồm có năm thức là mình có thể thức, tức là cái tâm thức, ý thức. Thì nó một cái là năm cái đầu tiên á là nhãn thức, tức là cái nhận thức của mắt. Nhĩ thức là cái nhận thức của tai. Tỷ thức là nhận thức của mũi. Thiệt thức là sự nhận thức mùi vị của lưỡi. Và thân thức là sự mà nhận thức những cảm giác nóng lạnh, mỏi mệt, khỏe khoắn thư của thân. Còn một cái nữa là cái năm cái đó là mình ấy. Còn về cái thứ sáu là thức thứ sáu là ý thức. Thì đối với ở bên ngoài, dưới tâm lý học bên ngoài thì tới ý thức là họ đã thấy là hơi khó rồi. Nhưng mà còn một cái nữa là tiềm thức. Tiềm thức tức là họ dùng từ tiềm thức, tức là ẩn sâu dưới ý thức nữa. Đó. Thì Phật giáo là nó có thức thứ bảy, tức là tiềm thức. Đó. Và cái thức thứ tám mà chúng ta thường gọi là linh hồn hay này nọ kia, thì ở bên Phật giáo cái từ chuyên dùng gọi là tâm thức hoặc là thần thức. Và thức thứ tám này là nó là một cái kho chứa. Và cái kho chứa này là nó chứa, nó hỏi như nó, bây giờ nó chứa nhiều quá, vậy hỏi nó rộng bao nhiêu? Thì Sư nói là trong A Lại Gia Thức của Phật giáo mà nói về duy thức học thì quý vị sẽ thấy được rằng là cái tâm thức, cái A Lại Gia Thức này nè, nó rộng đến cái mức á, mỗi một con người á, nó chứa là vũ trụ rộng bao nhiêu thì nó rộng bấy nhiêu. Cái tâm con thấy cái đầu của con nó cũng có nhiêu đây. Trong khi mà mình tưởng tượng ha, là cái đầu mình nó có nhiêu đây thôi. Trong đó gồm cả xương, cả rồi nó có sọ, hộp sọ, rồi nó có não. Ủa vậy thì nó có chút xíu vậy sao nó chứa? Nói không? Cái vấn đề nó nằm ở chỗ không phải là mọi cái nó chứa ở trong cái đầu của mình không? Đó. Tại vì sao? Khi mà năng lượng á, năng lượng mà mình chứa, mình chỉ nhìn bây giờ oxy là một dạng năng lượng. Phải không? Đó mà mình thở nó mỗi ngày, nhưng mà mình đâu có thấy được đâu. Phải vậy không? Nếu mình đã không thấy được oxy, bởi vì oxy rất nhẹ, và tâm thức của mình, mà oxy là dạng vật chất đó, còn tâm thức của mình là một năng lượng, nó cũng là một dạng năng lượng, nhưng mà nặng một dạng năng lượng tâm thức. Nó nhẹ gấp tỷ tỷ lần so với oxy. Oxy mà đã không thấy thì cái năng lượng nhẹ bưng vậy làm sao thấy? Nhưng không thấy không có nghĩa là nó. Bởi vì vậy cho nên nó rất là rộng. Nó muốn, nếu mà cần thu lại đó, thì bây giờ có cái câu này nữa nha: càn khôn tận thị mau đầu thượng, vũ trụ bao hàm giới tử trung.
đây là tính chất nói về cái A Lại Gia Thức đó. Càng khôn, đây là một cái câu mà nó triết lý rất là hay luôn đó, bởi vì nó bao gồm tất cả. Họ chứ càng khôn, càng là trời, khôn là đất đó, thành ra người ta nói càng khôn là ta nói cả trời lẫn đất đó. Càng khôn tận thị mau đầu thượng, có nghĩa là cả trời cả đất, cả cái cả trời đất này nó cuối cùng thì là sao, tóm nó lại á thì nó nằm trong đầu cọng lông. Mau là sợi lông đó, mà đầu của sợi lông thì cái nó đuôi xí. Sợi lông thì nó còn lớn xí xí, chứ còn mà cái đầu cọng lông thì nó nhỏ vô cùng. Đó. Mà cả càng khôn chứa trong nó. Đó. Rồi vũ trụ bao hàm giới tử trung, đó là cả cái vũ trụ rộng lớn đó, nó chứa trong một cái hạt cải thôi. Nghe thật khó hiểu. Cái này hơi khó hiểu phải không? Đó, tức là ở đây nếu nói nhỏ đó, nếu mà nói nhỏ thì nó nhỏ xí như vậy đó, huống gì cái não của mình nó cũng còn hơi lớn. Đó. Nhưng mà cái bộ vi xử lý và sức chứa của nó quá là... Còn nếu mà nó lớn á, là nở rộng ra thì nó là cả vũ trụ, mà tóm nó lại thì nó nằm ở trên đầu sợi lông thôi cũng còn được. Thành ra cái tâm thức A Lại Gia của mình á, cái tâm thức, cái kho tàng thức là nó chứa từ quá khứ vô vô lượng kiếp tới bây giờ không đầy. Là cũng không bao giờ đầy. Nó không có hình tướng, phải không sư? Vì nó không có hình tướng cho nên nó chứa tới đâu cũng có hư không, rộng tới đâu thì là tâm thức mình rộng ở đó. Và một chúng sanh cũng rộng như vậy, nhiều chúng sanh cũng rộng như vậy. Và vì vậy cho nên nó không có cái gì mà nó nằm ngoài cái tâm của mình hết. Thành ra khi mà chúng ta, cái tàng thức này đó là bình thường nó ẩn, mình vốn không thấy. Vậy thì sao mà khi mà mình nói ra, mình kể đi, mình kể lể những cái đau của mình mà là nó thành vết hằn trong tâm vậy? Là bởi vì mỗi khi mình nghĩ một điều gì, mình nói một điều gì, hoặc mình làm một điều gì, thì cái đó nó trở thành một cái năng lượng hạt giống bỏ vào trong cái kho chứa của chính mình. Bây giờ mình ngồi mình nói lại cái nỗi đau của mình của 10 hay 20 năm trước, mình nói ra thì mình nghĩ là mình nói cái cũ, nhưng mà thật sự mình đang chứa lại cái mới. Tại mỗi một lần nói lên, một lần cảm xúc, một lần nói lên, một lần kể ra, thì là một lần nó lại những cảm xúc đi theo, những cái suy nghĩ, những cái nhận định, vân vân, nó đều đi theo. Và rồi nó lại chứa lại trong cái kho tàng thức của mình, cái kho tâm thức của mình. Và vì vậy cho nên bạn cứ nghĩ rằng là bạn nói ra rồi là hết. Không có hết, nếu bạn không có biện pháp sửa nó, chuyển nó. Mỗi một lần bạn nói ra là một lần bạn lại đầy thêm. Đó. Thành ra có những người họ chịu không nổi, họ phải đi nói. Có rất nhiều người, thành ra sau này sư quy định, xưa mình không biết, thành ra sư ngồi sư lắng nghe, nhiều khi gọi điện đến cả đêm 3-4 tiếng, đến tới sáng luôn. Sư không dám cúp phone bởi vì họ đang đau khổ, họ đang khóc lóc, mà mình cúp phone á, thì nghe như là mình có chút tàn nhẫn, như là mình không đủ từ bi. Đó. Thành ra mình cũng học cái hạnh lắng nghe thôi, thì mình cứ lắng nghe, có khuyên được tiếng nào đâu. Đến cuối cùng ra sư mới nói là nếu cứ phát hiện, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nỗi đau của họ nó giống như cái tới giờ là quý vị đó lại gọi điện để mà giống như là con trúc, con tâm sự, để vì con tâm sự cho sư nghe xong lòng con nó nhẹ, vân vân. Con nói trời, sau này sư nói là tới bây giờ là phải ngừng rồi đó, bởi vì nếu sao, khi mà sư Minh Liên lắng nghe để chị nói những cái điều này thì chị phải chịu khó chuyển hóa. Chứ đâu có thể nào mà mỗi một lần lắng nghe thì một lần chị lại đầy thêm. Thành ra là chị có không chịu chuyển hóa, chị cứ đi trút rác của người sư. No, không làm vậy được. Cái vấn đề là nó không có việc gì mà nó không có lợi cho người, mà không có lợi cho mình thì tôi không làm. Là đầu tiên tôi nghĩ là tôi lắng nghe thì bạn sẽ trút ra rồi, bạn sẽ chịu sửa, bạn sẽ hành xử khác đi. Nào ngờ là bạn vẫn y như vậy, thành ra cuối cùng là bạn sẽ bị đầy lên, đến lúc nào đó là bạn không có, bạn kiếm không một người lắng nghe bạn không đủ, bạn sẽ phải kiếm nhiều người lắng nghe bạn. Và cuối cùng là bạn đi đổ rác hết, đầy hết tâm người này đến tâm người khác, mà trong khi bạn thì mỗi một lần đổ người khác
tâm bạn lại bị đầy lên. Về nguyên tắc của tâm lý học Phật giáo là bạn đã khơi nó lên thì phải xử lý, phải chuyển hóa. Còn nếu không có chịu chuyển hóa, không chịu sửa mà mình vẫn cứ theo cái thói quen cũ là chất chứa rồi đầy quá chịu không nổi đổ vào tâm người khác, thì trường hợp này là trường hợp bạn tự hại mình. Và một lúc nào đó không ai, bởi vì không ai có khả năng mà lắng nghe đêm này qua đêm khác, ngày này qua ngày nọ như vậy nữa, bạn sẽ thấy ô sao mọi người hất hủi mình, quay mặt với mình và mình cảm thấy cô đơn, không ai chịu hiểu mình nữa. Trên một thực tế là khi mà mình bị cái một cái gì vết hằn trong tâm mà xả ra thì sau đó phải sửa lại. Nó giống như cái thùng mà lủng đáy vậy đó. Thành ra là đã là nước dơ này bạn bị, tôi cho bạn đổ ra một lần, sau đó xử lý nó lại đó, để bạn tự chuyển hóa. Còn nếu không bạn sẽ làm khổ người khác. Thưa sư, tại vì nói sư kêu chuyển hóa thì dĩ nhiên là mình phải cố gắng nỗ lực. Khi mình lười đi kiếm người khác đổ cho nó dễ hơn. Chuyển hóa không có dễ, thành ra nhiều khi người ta nghĩ là, tại vì ai cũng nghĩ là trút ra là khỏe, ai cũng nghĩ như vậy hết sư, tính tụi con cũng tưởng như vậy, đó là cái thói quen thành ra mình kiếm người mình trút, nhưng mà làm riết cái người ta thấy số phone mình, người ta không nên bắt. Thật sự là người ta sợ. Gặp con cũng chạy mất á, tại vì con nghe rồi con cũng không biết làm sao chuyển hóa cái này. Nên là con rất là sợ nghe những cái đó. Mà có những người là có những việc không vừa ý đem về kể hết cho người này người kia trong gia đình, cả để cho tất cả mọi người đều bực bội về một vấn đề, thí dụ mình bực cái gì đó. Thành ra hồi xưa con có một cái là ở trên văn phòng con mà bực cái gì hay là không vui cái gì không bao giờ đem về nhà. Tại vì nếu mà đem về nhà đó, không biết 30 năm nay con đem thứ gì về nhà luôn. Thành ra không có đem về nhà. Chuyện đó ở trên đó, mình về nhà mình phải kiếm cái môi trường khác. Thành ra con hồi xưa con đã nghĩ như vậy rồi, không bao giờ đem về nhà. Cái gì tệ lắm, mình chịu không nổi, mình mới kiếm người đặng phụ giải quyết gì cho mình. Chứ với lại con cũng ít có đem kể cái gì lắm, thành ra cũng đỡ khổ. May quá mấy người nhà cũng bị nghe. Tại vì con cũng gặp đủ chuyện, một ngày gặp bao nhiêu người lạ thì bao nhiêu vấn đề. Thành ra bây giờ mới hiểu là nếu may quá con mà kể thì con cứ giống như đồ lắm, cái tấm hình đồ mãi, tờ giấy nó rách luôn đó. Đúng như vậy đó. Thành ra chữ xả, đại chúng cần phải hiểu một điều, xả là mở ra, là cởi mở, là buông ra, là bỏ xuống. Và cái vấn đề mà xả ở cái cấp độ điều thiện là phải dấn thân. Thành ra ở mình khép lại cái chỗ là tâm xả, cái chữ xả là dưới những cái ý nghĩa thì có vẻ như cũ, nhưng mà những có phải thêm những cái nhận định mới để mỗi ngày mình bước thêm một chút về tâm xả. Thành ra khi mà chúng ta nhìn ở trước tâm xả thì nó phải có dưới cái nhìn cái lý nhân duyên. Đó. Thì hãy cái này có thì cái kia có. Đó. Thì khi mình buông nó ra rồi thì bây giờ mình buông cái điều bất thiện đi, thì cái điều bất thiện khi được buông, trạng thái của sự buông điều bất thiện rất là nhẹ nhàng. Và rồi mình cứ cầm lên điều thiện và mình đi, mình hòa với điều thiện là một. Thì cái nhân duyên nó vẫn cứ dẫn mình đi. Và cuối cùng là sử dụng cái câu lần trước tôi nói là đạt đến cái đỉnh của kinh Kim Cang, Bát Nhã. Đó là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Không có tâm mình nó không vướng vào bất cứ chỗ nào. Thì mình sẽ thấy mình rất là thông dong tự tại. Đó là cái trạng thái là thế nào là tâm xả, trạng thái của tâm xả. Đó là trạng thái thư thái, nhẹ nhàng, thông dong, tự tại, hồn nhiên, trong sáng. Dạ. An nhiên mày không? Đó, trạng thái đó muốn có được, không phải cầu nguyện, mà mình phải thực hành. Mình phải thực hành thì mới được. Dạ. Đó. Thì đúng là cả một cái sự nỗ lực của bản thân phải rất là nhiều. Vì nếu mà tụi con vẫn cứ theo cái thói quen hàng ngày của tụi con, thì quả là xả mà mình nhìn chưa đúng là cứ trút hết tất cả những cái buồn phiền của mình cho người khác, mà mình quên rằng bản thân người ta cũng có cái vấn đề của người ta cũng chưa có giải quyết xong, mình trút cho họ, tội nghiệp họ chứ. Dạ. Chị còn nhớ đến cái bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng. Bài kệ đó là được gọi là ghi trong kinh Pháp Bảo Đàn. Mà sau khi mà cái giới Phật tử, đại đa số giới Phật tử mà nghiên cứu đến bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng thì vô cùng tâm đắc.
tâm đắc lắm luôn. Đó là chúng ta biết là hai cái bài kệ xuất hiện trong cái thời đó là hai học trò xuất sắc của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Đó. Thì Đức Tổ Hoằng Nhẫn mới nói là bây giờ là mọi người để bây giờ trình qua quá trình tu tập rồi, bây giờ trình pháp, trình kệ để xem cái trình độ tu chứng của mỗi người tới đâu. Thì lúc đó mọi người trong chúng cảm thấy, trong đại chúng thấy là không ai có thể qua cái sự học uyên bác của Ngài Thần Tú. Đó. Và rồi nghĩ rằng là bây giờ mình có làm kệ trình pháp thì mình cũng sẽ không vượt qua nổi cái bóng mà quá lớn của Thượng Tọa Giáo Thọ. Đó là Ngài Thần Tú. Thành ra cuối cùng thì thôi để tự Ngài Thần Tú làm kệ đi, trình pháp. Đó. Thì Ngài Thần Tú làm bài cái bài kệ như vậy là: thân như Bồ Đề Thọ, tâm như Minh Cảnh Đài, thời thời thường phất thức, vật sử nhạ trần ai. Có nghĩa là Ngài ví cái thân của mình như cái gốc Bồ Đề. Thân thì vững như cây Bồ Đề. Đó. Tâm thì sáng, tâm thì như Minh Cảnh Đài. Đó là tâm thì sáng như một cái đài gương sáng vậy. Đó. Và thời thời thường phất thức, có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng phải lau chùi. Vật sử nhạ trần ai, đừng có để dính bụi trần. Cái bài kệ này khi trình Ngài Thần Tú, khi trình với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, thì Ngài nói là bài kệ này rất hay. Đó, có thể đưa cho người ta thoát khỏi tam đồ. Tam đồ tức là ba đường ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên á, là Ngài cho khắc cái bài kệ này nên cái chỗ mà dễ thấy nhất, thuê người thợ gọi là nổi tiếng á, đến khắc cái bài kệ này vào vách cho rõ. Mọi người đi ra đi vào nhìn thấy. Thì lúc đó Ngài Lục Tổ Huệ Năng vẫn là người công quả giả gạo dưới bếp. Lúc đó thấy mọi người đều học rồi ngân nga, cái Ngài cũng nói tôi cũng có bài kệ muốn trình. Mọi người nói vô. Giống như vô, ố vô cũng có nữa hả? Vô mà thứ như vô mà cũng có nữa sao? Đó, tức là họ nhìn Ngài Huệ Năng rất là khinh thị. Thì cuối cùng với Ngài nói tôi cũng có. Và thôi giờ là chép giùm tôi. Thì chép ra, người đó chép bài kệ nè. Là Ngài làm họa lại cái bài của Ngài Thần Tú thôi. Đó, đó là Bồ Đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai. Hà sử nhạ trần ai có nghĩa là cái tâm của mình á thì nó rộng lắm. Nó giống như là cái thân này thì đừng có ví nó giống như cây Bồ Đề, mà cái tâm của mình thì nó rộng lắm. Đó là tâm cái minh cảnh diệt phi đài, cái gương sáng này nó không phải là cái đài gương thật. Đó. Và xưa nay thì không có cái vật gì chứa trong nó hết, thì có cái gì mà dính bụi trần. Đó. Thì khi mà cái bài này thật sự ra đến bây giờ chúng ta ngồi nghiền ngẫm á, thì có thể là mình thấy ồ bài kia của Ngài Huệ Năng sao quá hay. Nhưng mà đạt đến cái mức độ như Ngài Huệ Năng, bạn phải khá là trải qua một cái giai đoạn. Đó. Thì cái thiền mà gọi là thiền như Ngài Huệ Năng là thiền đốn ngộ, tức là nhìn trực tiếp trong tâm để mà thấy tất cả đều là vô thường và không vướng bận. Đó. Còn nếu như mà cái tâm mình mà chưa đạt đến gọi là không vướng bận như Tổ Huệ Năng thì tốt nhất thì làm giống như bài của Ngài kệ Thần Tú, tức là từng bước xả điều ác và sau đó là mình với điều thiện là một, thì lúc đó mình cũng đạt đến trình độ của bài kệ của Ngài Huệ Năng, xả đến mức cao nhất. Và quý khán giả thân mến, ngày hôm nay với những cái thời gian quý báu mà chúng tôi được ngồi lại đây để chia sẻ với quý vị, chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Và nếu quý vị có thời gian tìm đọc những cái quyển sách về tâm lý học Phật giáo, quý vị chắc chắn sẽ có thể đọc được 8 cái thức căn bản ở trong giáo lý của Đạo Phật. Và một trong những cái thức đó mà ngày hôm nay Ni Sư đã chia sẻ với chúng ta, cái thức cuối cùng trong 8 thức là tàng thức, hay là chúng ta còn gọi là a lại gia thức, là nơi mà nó chứa, nó rộng lớn như là vũ trụ và nó chứa tất cả
cả mọi thông tin của tất cả chúng ta vào đó. Vậy nên Bảo Ngọc cũng hay được ni sư nhắc nhở là phải rất cẩn thận khi bỏ cái gì vô A Lại Gia Thức của mình. Mà mình bỏ nó vô rồi lấy ra khó lắm con ơi. Thì cứ nhớ như vậy để chúng ta cẩn thận khi mà thực hành tâm xả của mình. Vì mình xả ra thì thực sự phải có cái sự chuyển hóa để mà lấy bớt những cái gì mà nó không tốt trong A Lại Gia Thức ra. Chứ nếu mình làm không có đúng thì chúng ta lại còn tích chứa càng ngày càng nhiều hơn trong A Lại Gia Thức của mình. Mà như vậy thì thực sự là mình không có tiến bộ được bao nhiêu trong cái sự thực hành tâm xả, thưa quý vị. Và xin thay mặt tất cả những người làm chương trình, một lần nữa chúng tôi mến chúc cho đời sống của quý vị lúc nào cũng được an lạc, thân tâm luôn được nhẹ khỏe. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần ghi hình tiếp theo của Chuyển Hóa Thân Tâm.